Tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986, tháng 4 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Hoan hỉ chào đón tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 4 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, sống ở trên đời này thì ai cũng mong muốn gặp được nhiều may mắn và thành công. Làm công việc gì cũng được thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên và không cần phải lo nghĩ gì nhiều. Con cái tu tâm dưỡng tính chăm ngoan và nghe lời cha mẹ nữa thì tốt. Thế nhưng điều đó đối với rất nhiều người lại dường như đang trở thành một mơ ước quá xa vời. Bởi vì trên thực tế thì có những gia đình họ rất hòa thuận nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo lắng và gánh vác trên vai rất nhiều những trách nhiệm. Còn bên cạnh đó thì cũng có những người kinh tế rất dư giả nhưng lại không có được hạnh phúc trọn vẹn về mặt tinh thần. Và thiết nghĩ đó chính là chuyện thường tình trong kiếp nhân sinh này. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 4 âm lịch ngày hôm nay, ban biên tập chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát cũng muốn chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn về tử vi của những quý vị gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong tháng 4 âm lịch. Trong tháng 4 âm lịch này thì công danh sự nghiệp tài lộc vận hạn của những người tuổi Bính Dần sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không? Và trên con đường công danh sự nghiệp trong tháng 4 âm lịch này thì sẽ gặp phải những khó khăn trắc trở như thế nào? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết để có thể hiểu được rõ hơn và cùng với đó là chúng ta sẽ khám phá được là sức khỏe, tình duyên của họ sẽ có những chuyển biến ra sao trong tháng 4 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có mệnh Lô Trung Hỏa, là người tính tình thẳng thắn, đã nói là làm. Họ rất nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm cao, tài năng có thừa, lại thông minh, ham học hỏi. Những việc họ quyết thì dù có thế nào cũng không từ bỏ, phải cố gắng thế nào cũng nhất định làm được. Một khi họ đã nghiên cứu vấn đề gì, người tuổi Bính Dần sẽ đào sâu tìm tòi, hiểu thật cặn kẽ mới thôi. Gặp được những người cùng chung chí hướng hay sở thích, họ sẽ thao thao bất tuyệt và nói không ngừng về ý kiến của mình. Trời sinh thông minh đĩnh ngộ, phản ứng lanh lẹ, nên thời cấp sách đi học, thành tích học tập của người này thường đứng đầu lớp, là học trò cưng của các thầy cô. Họ thích các hoạt động ngoại khóa, cũng năng nổ nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể. Trong tháng này, tử vi của những người tuổi Bính Dần rất nhiều phương diện vẫn chưa được ổn định. Đặc biệt, nữ mệnh rất dễ vướng vào tranh chấp tình cảm, không những bị lừa tiền mà còn có thể gây tổn hại đến danh tiếng và hình ảnh của bản thân. Phương diện công việc cũng không được như ý, bản mệnh dễ phải chịu sự chèn ép cạnh tranh không lành mạnh nơi làm việc. Bản thân con giáp này không phải là người giỏi ăn nói, dù gặp bất kỳ công chuyện nào cũng không biết đấu tranh vì quyền lợi của mình, dễ chịu thiệt thòi. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Ất Âm Mộc nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Bính Dần, trong tháng này cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp vấn đề cần phải giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, tháng này khá khó khăn đối với mệnh chủ Bính Dần sinh năm 1986. Công việc của con giáp này bắt đầu sa sút, bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức, rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng đều có thể đảm bảo được tiến độ công việc nhưng không được như ý. Trong tháng, khối lượng công việc tăng, xung đột, mâu thuẫn với lãnh đạo ngày càng nhiều. Sự nghiệp tuổi Bính Dần khó phát triển như ý muốn, khó được cất nhắc. Vì quá tự tin thành ra kiêu ngạo, không chịu nghe ý kiến phân tích của bất kỳ ai. Trong cuộc tranh luận với cấp trên, dù bạn là người đúng đi chăng nữa, thì cũng cần phải chú ý cách diễn đạt, chớ nên nói những lời khó nghe bởi làm mất lòng người lãnh đạo, thì bạn sẽ lại càng khó đạt được điều mà mình mong muốn. Trong mối quan hệ với đồng nghiệp, chớ tỏ ra mình là người có vị thế cao hơn. Điều đó có thể làm cho mọi người cảm thấy chướng tai gai mắt và không muốn giúp đỡ bạn nếu gặp khó khăn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Bính Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo tử vi, tình hình tài chính không được dư giả, thậm chí bạn và anh chị em trong nhà dễ xảy ra tranh chấp trong việc phân chia tài sản, gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Hãy có cách xử lý khéo léo việc này để mọi việc không đến mức đi quá xa.
Trong đầu tư kinh doanh, chớ vội tin theo lời rủ rê của người quen, đã lâu không liên lạc. Việc đầu tư kinh doanh không hề đơn giản và nhất là với những người chưa có nhiều kinh nghiệm. Do công việc không thuận lợi cho nên tiền không đủ dùng. Nếu bạn thiếu tiền, tốt nhất nên nhờ sự giúp đỡ của người thân hoặc bạn bè thay vì chọn một khoản vay, bởi vì bạn có thể bị lừa đảo. Bạn nên lên kế hoạch cho tháng sau để tăng thu nhập, duy trì tài chính, cần phải cẩn trọng, không hành động bốc đồng. Con giáp này cần phải lập kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng, cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mà về sau lại phải hối hận. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, vận trình sức khỏe của tuổi Bính Dần theo tử vi tháng 4 âm lịch cho rằng tình trạng không được tốt lắm. Mệnh chủ Bính Dần thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, không sâu giấc nên nhanh chóng đi đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc. Nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình. Các quý gia chủ tuổi Bính Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Bính Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, vợ chồng người tuổi Bính Dần thường xuyên rơi vào cảnh mâu thuẫn xung khắc. Nếu không có cách giảng hòa khéo léo thì tình cảm đôi bên rất dễ rạn nứt. Đôi bên cần phải nhường nhịn và bao dung cho đối phương nhiều hơn, không nên ép buộc đối phương phải nghe theo ý kiến của mình. Có vấn đề gì xảy ra thì đôi bên hãy bình tĩnh trao đổi để lấy ý kiến thống nhất. Còn người độc thân sẽ cần phải chủ động trong việc theo đuổi tình yêu của đời mình. Nếu bạn vẫn còn tiếp tục chần chừ, do dự thì rất có thể người mà bạn thầm yêu sẽ đến với người khác. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Tỵ, lục hợp thân tam hợp Sửu và Dậu thành Kim Cục, xung hợi, hình thân, hại Dần, phá thân và tuổi Tý. Đối với người tuổi Bính Dần trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 4 năm 2022, tức ngày 7 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 4 năm 2022, tức ngày 19 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Dần trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 4 năm 2022, tức ngày 10 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 4 năm 2022, tức ngày 22 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình mình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của những quý vị gia chủ tuổi Bính Dần trong tháng 4 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Bính Dần 1986. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 4 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho quý vị luôn gặp nhiều may mắn, sức khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống của mình. Xin mến chào và hẹn gặp lại.